Chào mừng các em đến với kênh Hải Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy xin dẫn các em toán lớp 7, bài số 2, sách chương trình sáng tạo nhé. Trong lúc xem bài giảng của Hải Liêm, cấm khai quảng cáo. Các em xem hết quảng cáo giúp Hải Liêm để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng. Chúc các em xem nhé. Giờ mình sẽ bài giảng hôm nay. Và hôm nay mình sẽ học tiếp bài số 2, các phép tính vô số 1 tỷ. Hôm nay mình sẽ học tiếp số 5, phần bài tập câu số 4. Mình sẽ thực hiện các phép tính. Giờ thầy sẽ làm câu số 4 nhé. Mình sẽ làm câu A chứ. Mình sẽ viết là cái đề chứ. 3 phần 7 nhân cho âm 1 phần 9 cộng cho 3 phần 7 nhân cho âm 2 phần 7 giờ ở đây mình thấy là có gì giống nhau, 3 phần 7 giống nhau, 3 phần 7 giống nhau, giống nhau mình sẽ giúp 3 phần 7 ra làm nhân tử chung nha. 3 phần 7 giống nhau giúp gì? Giờ như vậy ở đây giúp 3 phần 7 giống nhau thì còn lại là âm 1 phần 9. Hay sẽ đặt dấu trừ lên trên âm 1 phần 9. Dấu cộng viết lại. Ở đây giúp 3 phần 7 thì còn lại là âm 2 phần 7. Mình sẽ đẩy dấu trừ lên luôn. Âm 2 phần 3. Giờ bây giờ mình sẽ tính trong ngoặc trước. Như vậy là trong ngoặc đây là phép cộng hai phân số khác một số, mình sẽ quy đầu một số. Mình thấy là 9 chia hết cho 3. 9 chia 3 được 3. Như vậy âm 2 phần 3 mình sẽ nhân tử qua 1 cho 3 nhé. 3 phần 7 mình sẽ viết lại. Giống nhau viết lại luôn. Âm 1 phần 9 sẽ viết lại. Giờ âm 2 phần 3 mình sẽ nhân tử qua 1 cho 3. Âm 2 nhân 3 là âm 6. 3 nhân 3 là 9. 1 phần 7 là 3 phần 7 là nha. Như vậy đây là phép cộng hai phân số có cùng một số thì mình lấy tử cộng tử giữ nguyên 1 đúng không? Âm 1 cộng âm 6 thì được là âm 7. 1 số 9 viết lại. Giờ nhân hai phân số thì mình lấy tử nhân tử mẫu mẫu mình thấy là mình sẽ rút gọn 7 chia 7 bằng 1 đúng không? 3 với 9 thì mình sẽ rút gọn bằng cách chia tử qua 1 cho 3. 3 chia 3 được 1. 1 nhân cho âm 1 thì bằng âm 1. Giờ 9 chia 3 được 3. Như vậy kết quả là âm 1 phần 3. Như vậy mình xong câu A mình sẽ qua tiếp câu B. Giờ tiếp theo câu B. Âm 7 phần 13 nhân cho 5 phần 12 cộng cho âm 7 phần 13 nhân cho 7 phần 12 cộng cho âm 6 phần 13. Giờ trước hết mình sẽ viết lại cái đề trước nhé. Mình sẽ làm câu B luôn. Viết lại cái đề trước. Âm 7 phần 13 nhân cho 5 phần 12 cộng cho âm 7 phần 13 nhân cho 7 phần 12 cộng cho âm 6 phần 13. Như vậy mình thấy có gì giống nhau chưa? Mình thấy là âm 7 phần 13, âm phải âm 7 phần 13. Như vậy mình sẽ giúp âm phải âm 7 phần 13 chia làm nhân tử chung. Giờ giúp âm 7 phần 13 chia nhé. Giúp dấu nhân ra luôn. Như vậy ở đây giúp chia thì còn lại 5 phần 12. Dấu cộng viết lại. Giờ ở đây giúp âm 7 phần 13 giống nhân thì còn lại là 7 phần 12.
Giờ cộng cho âm 6 phần 13 mình sẽ viết lại nha. Giờ xuống dần 3. Giờ như vậy là âm 7 phần 13 mình sẽ viết lại. Dấu nhân viết lại. Bây giờ mình sẽ tính trong ngoặc nha. Đây là phép cộng hai phân số cuối cùng một số khi mình lấy tử cộng tử dưới nguyên mẫu. 5 cộng 7 là 12. 12 phần 12 chính là số 1. Đúng rồi. Giờ cộng cho âm 6 phần 13. Giờ âm 7 phần 13 mà nhân cho 1 thì chiều cũng chính bằng âm 7 phần 13 ha. Đúng rồi. Cộng cho âm 6 phần 13. Giờ đây là phép cộng hai phân số có cùng một số mình lấy tử cộng tử dưới nguyên mẫu. Đúng không? Âm 7 cộng âm 6 là âm 13. Âm 13 phần 13 chính là âm 1. Như kết quả cuối cùng sẽ là âm 1. Đúng không? Giờ như mình xong câu B, mình sẽ qua tiếp câu C. Tiếp theo là câu C. Âm 2 phần 3 cộng cho 3 phần 7. Tất cả chia cho 5 phần 9 cộng cho 4 phần 7 trừ 3 phần trừ 1 phần 3 tất cả chia cho 5 phần 9. Như vậy là trước hết mình sẽ viết lại cái đề trước. Đúng không? Giờ mình viết lại cái đề trước nha. Mình sẽ làm câu C. Viết lại cái đề trước. Giờ âm 2 phần 3. Cộng cho 3 phần 7. Chia cho 5 phần 9. Cộng cho 4 phần 7 trừ cho 1 phần 7 tất cả chia cho 5 phần 9. Giờ như vậy trước hết mình sẽ biến đổi phép chia thành phép nhân. Đúng này. Mình sẽ đổi phép chia thành phép nhân. Như vậy là âm 2 phần 3 viết lại. Cộng cho 3 phần 7 viết lại. Phép chia biến thành phép nhân. 5 phần 9 mình đảo ngược lại là 9 phần 5. Đúng này. Dấu cộng viết lại. Giờ mình sẽ viết lại cái trong ngoặc này luôn. 4 phần 7 chia cho 1 phần 3 chia biến thành phép nhân. 5 phần 9 đảo ngược là 9 phần 5. Đúng này. Giờ xuống dòng. Giờ bây giờ mình sẽ mình thấy là có gì giống nhau này. Nhân 5 phần 9 nhân cho 9 phần 5 nhân cho 9 phần 5 giống nhau. Mình sẽ giúp 9 phần 5 ra làm những tử chục. Đúng này. Như vậy thầy sẽ giúp 9 phần 5 ra làm những tử chục nha. Giống nhau. Giờ còn là cái gì? Giúp 9 phần 5 dấu nhân ra thì đây còn âm 2 phần 3.
cộng cho 3 phần 7. Cộng cho 4 phần 7. Trừ cho 1 phần 3. Giờ 9 phần 5 dấu nhân viết lại. Mình sẽ tính trong mặt nha. Giờ như vậy mình sẽ quan sát trong quạt thì mình thấy có hai phân số, có một số là 3, hai phân số một số là 7, nên mình sẽ làm hình hàng dương. Nhóm thứ nhất sẽ có hai phân số một số là 3, chính là âm 2/3 trừ cho 1/3. Giờ cộng cho nhóm thứ hai. Nhóm thứ hai sẽ là 3 phần 7 cộng 4 phần 7. Giờ 9 phần 5 dấu nhân viết lại. Giờ mình sẽ tính trong ngoặc. Như vậy mình sẽ tính cái ngoặc này trước. Đây là phép trừ hai phân số có một có cùng một số. Mình lấy tử trừ tử giữ nguyên mẫu. Âm 2 trừ 1 là âm 3. Âm 3 phần 3 thì chính là âm 1. Dấu cộng nguyên đại. Mình sẽ tính cho ngoặc bên đây. Đây là phép cộng hai phân số có cùng một số. Mình lấy tử cộng tử giữ nguyên mẫu. 3 cộng 4 là 7. 7 phần 7 chính là số 1. Trong này. Giờ như vậy là âm 1 cộng 1 thì bằng 0. 9 phần 5 nhân 0 thì cũng bằng 0. Như vậy kết quả cuối cùng sẽ là số 0. Đúng này. Như vậy mình xong câu C, mình sẽ qua tiếp câu D. Tiếp theo là mình sẽ quan sát câu D. 5 phần 9 chia cho 1 phần 11 trừ cho 5 phần 22. Cộng 5 phần 9 chia cho 1 phần 15 trừ cho 2 phần 3. Giờ mình sẽ biết là cái D. Câu D, mình sẽ làm câu D. Mình sẽ biết là cái D chứ. Năm phần 9 chia cho 1 phần 11 trừ cho 5 phần 22. Cộng 5 phần 9 chia cho 1 phần 15 trừ 2 phần 3. Bây giờ mình sẽ tính cho ngoặc trước nha. 5 phần 9 dấu chia mình quyết định. Mình sẽ tính cho ngoặc trước. Như vậy đây là phép trừ hai con số khác mẫu số thì mình sẽ quy đồng mẫu số. Mình thấy là 22 chia hết cho 11 nên mình sẽ chọn mẫu số chung là 22. 22 chia 11 được 2, như vậy 1 phần 11. Mình sẽ nhân tử vào 1 cho 2. 1 nhân 2 là 2. 11 nhân 2 là 22. Trừ 5 phần 12 mình sẽ viết lại. 5 phần 22 mình sẽ viết lại. Cộng cho 5 phần 9. Dấu chia viết lại. Giờ mình sẽ tính cái dấu ngoặc bên đây. Như giờ đây là phép trừ hai con số khác mẫu số. Mình sẽ quy đồng mẫu số. Mình thấy là 15 chia hết cho 3. 15 chia 3 được 5. Như vậy là 1 phần 15 giữ nguyên. 2 phần 3 mình sẽ nhân tử vào 1 cho 5. Đúng này. 1 phần 15 viết lại. 2 phần 3 mình sẽ nhân tử vào 1 cho 5. 2 x 5 là 10. 3 x 5 là 15.
Giờ như vậy 5/9 biết dấu chia biết lại. Giờ bây giờ mình sẽ thực hiện phép trừ trong ngoặc. Đây là phép trừ hai con số có cùng một số, mình lấy tử trừ tử dưới mẫu. 2 trừ 5 thì bằng là âm 3. Như vậy kết quả là âm 3/22. Cộng 5/9 biết lại. Dấu chia biết lại. Giờ mình sẽ tính vô trong ngoặc bên đây. Đây là phép trừ hai con số có cùng một số, mình lấy tử trừ tử dưới mẫu. 1 trừ cho 10 thì bằng âm 9. Như vậy kết quả là âm 9/15. Giờ tiếp theo mình thấy là âm 9/15. Phân số này chưa tối giản, mình sẽ đi tối giản phân số này nha. Như vậy là những số 5/9, những số phía trước thì mình sẽ giữ nguyên. 5/9 chia cho âm 3/22 giữ nguyên. Cộng 5/9 chia cho giờ âm 9/15 mình sẽ rút gọn bằng cách chia tử vào 1 cho 3. Âm 9 chia 3 thì được là âm 3. 15 chia 3 thì được là 5. Tiếp theo mình sẽ đổi phép chia thành phép nhân, đúng không? Giờ 5/9 viết lại. Phép chia biến thành phép nhân. Âm 3/22 mình sẽ đọc ngược lại là âm 22/3. Dấu cộng viết lại. 5/9 viết lại. Phép chia biến thành phép nhân. Âm 3/5 mình đọc ngược là âm 5/3. Đúng nè. Giờ xuống dịch. Bạn. Như vậy mình thấy là 5/9 dấu nhân, 5/9 dấu nhân giống nhau, mình sẽ giúp 5/9 ra làm nguyên tử chung. Giờ như vậy ở đây giúp 5/9 dấu nhân thì còn là âm 22/3. Dấu cộng viết lại. Giờ đây giúp 5/9 dấu nhân thì còn lại là âm 5/3. Giờ 5/9 dấu nhân viết lại. Mình sẽ tính trong ngoặc. Đây là phép cộng hai phân số có cùng một số thì mình lấy tử cộng tử dưới nguyên mẫu, đúng không? Âm 22 cộng cho âm 5 thì được là âm 27. Âm 27 phần 3. Giờ 5/9 dấu nhân mình sẽ viết lại. Giờ âm 27/3 có nghĩa là 27 chia 3 thì bằng 9. Như vậy kết quả ở đây sẽ là âm 9. Giờ nhân một phân số nha, cho một số nguyên thì mình lấy số nguyên nhân cho tử dưới nguyên mẫu. 9 chia 9 thì bằng 1. 5 nhân cho âm 1 thì bằng âm 5. Như vậy kết quả cuối cùng sẽ là âm 5. Đúng này. Như giờ mình xong câu D, mình sẽ qua tiếp câu E luôn nha. Tiếp theo mình sẽ quan sát câu E, mình sẽ xem đề chứ. 3/5 cộng cho 3/11 trừ cho âm 3/7 cộng cho 2 âm 2/97 trừ cho 1/35 trừ 3/4 cộng cho âm 23/41. Giờ thầy sẽ làm câu E nha, chứ mình sẽ viết lại cái đề chứ. Mình sẽ viết lại cái đề. Ba phần năm cộng 3/11 trừ cho âm 3/7
cộng cho âm 2 phần 9 như vậy. Trừ cho 1 phần 3 nè. Trừ cho 3 phần 4. Cộng cho âm 23 phần 44 trứng này. Giờ sinh vật. Bạn giờ giờ như giờ mình thấy là các mình quan sát các mẫu số thì mình thấy đây có 5, 11, 7, 97, 35, 4 và 44. Thì mình thấy là 5, 7 với 35. 35 sẽ chia hết cho 5 và 7, đúng không? Nhưng mà sẽ nhóm 3 phần 6, 3 phần 5 với lại âm 3 phần 7 với lại 1 phần 35 là thành nhóm. Mình thấy là 11, 4 và 44. Thì 44 sẽ chia hết cho 11 và 4. Như vậy mình sẽ nhóm 3 số 3 phần 11 trừ 3 phần 4 cộng với là 23 phần 4 thành 1 nhân. Còn lại là âm 2 phần 97 mình sẽ để ngoài. Như vậy mình sẽ làm thành 2 nhân và một số, một con số lại ở ngoài. Đúng rồi. Giờ nhóm thứ nhất sẽ gồm có 3 phần 5. Tiếp theo sẽ là trừ cho âm 3 phần 7 thì mình sẽ biến thành cộng 3 phần 7 luôn. Vì mình nhớ là trừ với trừ thành cộng. Giờ tiếp theo sẽ là 35 trừ cho 1 phần 35. Giờ cộng cho nhóm thứ hai. Nhóm thứ hai thì sẽ có 3 phần 11. Tiếp theo là trừ 3 phần 4. Tiếp theo là cộng cho âm 23 phần 44. Giờ cuối cùng sẽ là cộng cho âm 2 phần 97 mình sẽ để ngoài trong này. Giờ xuống dần. Giờ bây giờ mình sẽ xem cái ngoặc đầu tiên. Ngoặc đầu tiên là phép cộng trừ các phân số khác mẫu số, mình sẽ quy đồng mẫu số, đúng không? Trước hết là mình sẽ chọn mẫu số chung chính là 35. Vì 35 sẽ chia hết cho 5 và 7. 35 chia 5 được 7, như vậy là 3 phần 5 mình sẽ nhân tử vào 1 cho 7. 3 nhân 7 là 21. Đúng không? Dấu cộng viết lại. Giờ 35 chia 7 bằng 5, như vậy có nghĩa là 3 phần 7 mình sẽ nhân tử vào 1 cho 5. 3 nhân 5 là 15. Giờ trừ cho 1 phần 35 viết lại. Giờ nhóm thứ hai cũng vậy, mình cũng quy đồng mẫu số, đúng không? Mình sẽ chọn mẫu số chung chính là 44. Vì 44 sẽ chia hết cho 4 và 11. 44 chia 11 được 4. Như vậy là 3 phần 11, mình sẽ nhân tử vào 1 cho 4. 3 nhân 4 là 12. Dấu trừ viết lại. 44 chia 4 được 11. Như vậy 3 phần 4 mình sẽ nhân tử vào 1 cho 11. 3 nhân cho 11 là 33. Giờ cộng cho số âm thì mình có thể biến thành phép trừ của số dương nha. 23 phần 44. Tương tự cộng cho số âm thì mình biến thành phép trừ cho số dương.
xuống dần bạn. Bây giờ mình sẽ tính trong cái hoạt này, như vậy mình sẽ lấy tử cộng tử trừ tử giữ nguyên mẫu, đúng không? 21 cộng cho 15 thì bằng 36, 36 trừ 1 thì bằng 35, 35 phần 35 thì chính là số 1, đúng không? Giờ bây giờ mình sẽ tính ra mặt bên đây, mình sẽ lấy 12 trừ 33 trừ 23, như vậy là 12 trừ 33 trừ cho 23 thì sẽ bằng là âm 44. Âm 44 phần 44 chính là 1. Giờ mình thấy là cộng 1 trừ 1, 1 cộng cho âm 1 thì bằng 0. 0 trừ cho 2 phần 97 thì ra là âm 2 phần 97. Giờ như giờ mình xong câu E nhé. Giờ câu E có em nào có kết quả giống thầy, các em có thể bấm hết video thầy biết là các em làm đúng nhé. Giờ như vậy là mình xong câu số 4 nha. Giờ câu số 4 các em là có kết quả giống thầy, các em có thể bấm hết video thầy biết các em là đúng nha. Giờ tiếp theo câu số 5. Câu số 5 thì thầy sẽ hướng dẫn các em dạy. Thầy sẽ làm bài câu số 5 và những câu sau và bài giảng tiếp theo. Thầy sẽ hướng dẫn câu 5 cho các em làm trước nha. Như là câu A là x nhân cho 14 phần 27 bằng âm 7 phần 9. Như mình nhớ là nhân chuyển với hành chia. Giờ sau đó chia thì mình sẽ biến thành phân nhân nghịch đạo. Giờ sau đó mình lấy tử nhân tử mẫu nhân mẫu giúp gọn là ra kết quả. Được này. Còn câu B là âm 5 phần 9 chia cho x bằng 2 phần 3. Như vậy đây âm 5 phần 9 là số bị chia, x là số chia và 2 phần 3 là khương. Muốn tìm số chia thì mình sẽ lấy số bị chia chia cho khương. Có nghĩa x sẽ bằng âm 5 phần 9 chia cho 2 phần 3. Giờ phép chia biến thành phép nhân nghịch gạo, giờ sau đó mình sẽ giúp gọn là được, đúng không? Còn câu C, 2 phần 5 chia x bằng 1 phần 16 chia cho 0,125. Như vậy trước hết mình sẽ thực hiện với phép tính bên phải chứ. Như vậy là 0,125 thì mình sẽ biến đổi thành phân số là 1 phần 8. 1 phần 16 chia cho 1 phần 8 thì mình sẽ biến thành nhân nghịch đạo, ra kết quả. Giờ sau đó mình thấy là 2 phần 5 là số bị chia, x là số chia và kết quả bên đây chính là khương. Muốn tìm số chia thì mình lấy số bị chia cho khương là được, đúng không? Còn câu D, âm 5 phần 12 nhân x sẽ bằng 2 phần 3 trừ cho 1 phần 2. Chứ hết mình cũng tính với phải chứ. Giờ sau đó nhân, ở đây mình thấy là không có dấu gì thì mình hiểu là dấu nhân. Ở đây có nghĩa là mình hiểu là âm 5 phần 12 nhân x nhé. Nhân chuyển với hành chia. Giờ chia biến thành phép nhân đảo ngược là cho kết quả khỏi đúng này. Như vậy mình xong bài giảng nhé, những câu bài giảng hôm nay, những câu còn lại thì sẽ làm video bài giảng kế tiếp các em nhớ đón xem nhé. Như vậy mình xong bài giảng hôm nay, nếu các em thấy giảng dễ hiểu bấm click và chia sẻ video này cho bạn bè cùng xem. Các em có thể chia sẻ video cho bạn bè cùng lớp và các bạn bè sớm nhất, càng nhiều bạn sớm gặp vui. Và em nào chưa đăng ký kênh Hải Liêm thì các em sẽ bấm nút đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất của Hải Liêm nhé. Hãy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nhé.